bây giờ Dạ, quý bạch thiện nam tín với nữ thọ tam quy ngũ giới. bạch hóa đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để xin giữ hành theo cho được sự lợi ích. Bạch hóa đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lòng thứ gì. Bạch hoa đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lòng thứ ba. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đăng Bhagavado. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Nam mô. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính tận lễ Đức Bhagavado. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Ba Hoa Đó. Ngài là bậc A Hằng cao thượng được chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Ba Hoa Đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Buddham saranam gacchami. Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Dutiyampi Buddham saranam gacchami. Dutiyampi Buddham saranam gacchami. Dutiyampi Dhammam saranam gacchami. Dutiyampi Dhammam saranam gacchami. Dutiyampi Sangham saranam gacchami. Dutiyampi Sangham saranam gacchami. Tatiyampi Buddham saranam gacchami. Tatiyampi Buddham saranam gacchami. Tatiyampi Dhammam saranam gacchami. Tatiyampi Dhammam saranam gacchami. Tatiyampi Sangham saranam gacchami. Tatiyampi Sangham saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy
quy pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Phép quy tâm bao thì tròn độ bấy nhiêu. Dạ xin vâng. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Con xin giữ điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Chư thiện nam tín nữ đón thọ trì tam kinh và ngũ giới nơi tam bảo cố gắng vâng giữ hành theo cho được trọn đời cho được chấm sạch chẳng nên dễ vui. Dạ xin vâng. Tất cả các công sanh được sanh về quả trời cũng nhờ dưới giới. Tất cả các công sanh được giàu sang cũng nhờ dưới giới. Tất cả các công sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dưới giới. Bởi cơ ấy chư thiện nam tín nữ đón thọ trì giới luật cho được chấm sạch đừng để bị lắm nhờ. Vava tu sabba mangalam rakam tu sabbadevata. Sabba buddhanu bhavena sarasoti bhavantu te. Vavatu sabba mangalam rakhandu sabrevata. Sabba dhammanu bhavena sarasoti bhavantu te. Vavatu sabba mangalam rakhandu sabrevata. Sabba sanghanu bhavena sadasothi bhavantu te sa. Namo Sattaka Mani Phật. Dự định thì đêm nay thì chúng ta qua cái phần niệm tâm, nhưng mà thấy rằng là một đêm mình nói niệm thọ thì có khi nó nhanh quá. Hay là nói một cách khác, có khi Phật tử chưa có nắm rừng cái đối tiệm niệm thọ như thế nào. Có khi cái niệm thọ tuy rằng mình nói là hài lòng, không hài lòng, hay là vô ký, hay là tâm xạ, nhưng mà mình phải xem cho rõ, hay là mình phải ghi nhận trạng thái tâm của mình cho rõ. Thì hôm nay là muốn bổ sung những cái phần để cho hành giả thấy rõ vấn đề hơn. Bởi vì cái khi mà cái tâm mình á, mà pháp mà rõ rồi á, thì mình sao? Không có nghi lầm. Mà bởi vì cái điều đó rất là quan trọng cho một người hành pháp. Còn trường hợp mà cái tâm mình mà nó không rõ ràng, mà mình hành thì nó không có kết quả nữa, thì điều đó nó cũng được cả. Thế nên mình cố gắng để cho cái rõ ràng hơn cái phần này, niệm thọ này. Thì có một số Phật tử mới, thành ra cũng nói sơ sơ qua. Niệm thọ thì cái phần này thì nói về Vedana Nupassana. Thì mình nói đơn giản thôi. Thì đó là ba cái phần chính. Có khi mình nói là coi như là hài lòng, không hài lòng, hay là tâm xạ. Hay nói một cái ngôn ngữ tiếng Việt khác là gì? Là coi như là mình thích hay là không thích, hay là một cái tâm là coi như là mình không có nhận rõ cái vấn đề đó, thì có thể là nói là tâm xạ. Nhưng mà cái tâm khi đó là không có nắm bắt cái vấn đề thích hay không thích. Có khi nào quý vị thấy điều đó chưa? Ví dụ như đơn giản thôi, mình có một cái tâm ví dụ như không thích đứa cháu đi, thì cái tâm nó có khi là mình không có muốn,
À mà nó cứ đến nó còn nhỏ quá nó cứ chọc mình hoài. Thì cái trạng thái tâm mình là mình hơi bực bực một tí. Nhưng mình phải thấy cho rõ. Nhưng mà khi mà thấy rõ thì theo thấy sao? Cái cảm thọ đó nó đến nó đi ngay. Thì đó là một cái trường hợp. Trường hợp thứ hai là mình thấy trường hợp ví dụ như là mình thích một cái gì đấy. Ví dụ như là thích một bản nhạc hay đi. Mình thích là mình nghe. Rồi mình lập theo và hát. Nhưng mà khi mà lập theo hát á, thì mình bị cuốn vào gì? Cái ái, cái thụ. Thì ở đây mình nói hơi xa. Nhưng mà cái hiện hữu đó là đó, cái sự thích đó. Thì có khi á, là mình làm cho cái tâm á, là hài lòng. Thì ngay khi đó mình phải biết trạng thái tâm đó đang là. Không phải là mình sống là coi như mình thấy là nếu mà không có hài lòng hay là mình thấy hài lòng mà mình cứ nghĩ rằng là mình phải tránh cái đó cũng phải. Tất cả các cảm thọ mà khi mình sinh khởi trong tâm mình á, ví dụ mình nghe một câu chuyện mình thấy điều đó nó hợp hợp lý, hay là thấy một cái câu chuyện mình thấy là nghe cũng hay hay, cái hài lòng nó đang khởi lên, mình biết trạng thái tâm mình đang là thôi. Nhưng mà khi đó mình có khởi tâm sân không? Không. Nhưng mà khi đó mình có khi mình nghe mình không hài lòng câu chuyện đó, mình khởi tâm sân. Thì mình có thể ghi nhận trạng thái tâm sân. Nhưng mà đó là cái khía cạnh đó, là niệm tâm không quan trọng. Vấn đề là mình ghi nhận cái tâm mình như thế nào á, mà cái cảm thọ nó vừa sinh hay là nó diễn biến có thể là một vài phút, có khi là kéo dài đến 5 phút, 10 phút, mình ghi nhận cái rõ. Nếu mà không ghi nhận rõ là nó kéo mãi. Kéo mãi đến khi mình nói mệt quá là khi đó mình nghỉ. Ồ, nãy giờ mình nói gì mà mệt quá, ví dụ như vậy. Nhưng mà nếu mà một người mà có chánh niệm tỉnh giác tốt á, thì người đó khởi cái tâm mình lên, mình nói điều có khi nó làm cho người khác buồn lòng, thì tự nhiên một trạng thái là gì? Mình ngừng lại lời nói, làm cho người khác không hài lòng. Thì đó là một cái sự tu tập. Mình nói sao? Cái tâm người đó họ thấy được trạng thái tâm mình. Thành ra là nói một cách khác, thì một cái cảm thọ mà có khi á, vừa ý hay là không vừa ý, hay là một cảm thọ xạ. Ví dụ như mình nói là vừa ý là gì? Mình ngồi trong một cái phòng mà máy nó vừa lạnh lạnh mát mát thì mình vừa ý. Nhưng mà có khi mình ngồi lâu quá sao? Thì trở nên lạnh thì mình không vừa ý. Thì bất cứ một cái hoàn cảnh nào thuộc của tâm mà sinh khởi, mình ghi nhận rõ. Mà thường thường á, mà trạng thái của thân á, ghi nhận là qua gì? Qua tâm. Thành ra mình thấy có những người mà bị bệnh bệnh tâm thần á, họ đâu có biết là nóng lạnh đâu. Xin lỗi, có khi mình lấy cái gì nhọn nhọn mình chích người á, nó cũng biết nữa. Thì đó là một trạng thái theo do bị bệnh tâm. Còn người thường á thì mình biết hết. Thì thành ra là tất cả những cái cảm thọ khổ lạc xạ, hay là nói một cách khác là cảm thọ hài lòng không hài lòng hay là vô ký, mình phải ghi nhận được hết. Bởi vì khi mà ghi nhận rõ như vậy thì mình mới thấy sao? Các pháp đó, nó luôn luôn đến và đi. Hay là khi mà đến và đi mình mới ghi nhận được cái pháp bên ngoài mình không chấp thuận nó, phải ghi nhận vậy. Tức là mình không có quá nương về pháp đó làm cho cái tâm mình buồn đi. Ví dụ trong gia đình thường thường con cháu nó nói những cái lời không có vui lòng, ví dụ như vậy. Nhưng mà không phải là những cái lời nói đó làm cho cái tâm mình đó là nó buồn phiền ngay. Mà lắng nghe thử là cái những cái lời nói đó
Có đúng theo cái câu chuyện hay là khía cạnh trong gia đình là biết hay không? Dù là biết đi, là đúng đi, biết rằng là đúng, thì mình để một cái tâm như thế nào? Ghi nhận trạng thái là cái khó chịu hay là dễ chịu của tâm ngay khi đó. Điều này không phải là dễ. Nói vui thường thường là mình hay chấp thụ, mà khi chấp thụ rồi sao là vướng. Ví dụ như mình ăn một cái bánh mà ngon cái, ăn một cái, ăn cái thứ hai, ăn cái thứ ba. Còn mà trong một trường hợp một cái bánh xin lỗi, có khi nó đắng 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 đi, do cái vị mình làm, thì có khi mình mới cắn miếng mình thấy đắng, cái phản ứng của mình là sao? Mình đẩy ra ngay, mình nhả ra ngay. Thì tất cả các trạng thái đó mình phải ghi nhận trạng thái của tâm. Thành ra khi người ta nói thì thuốc đắng dạ thật, sự thật mất lòng á, có khi cái thật đó mình ghi nhận nó, có khi nó không ưa ý vừa lòng, nhưng mình nhìn cái trạng thái tâm mình thì đó là mình thấy được sự sinh diệt. Không phải là mình nói thôi, cái chuyện đó tôi không quan tâm, người đó không phải là thiền, hay là mình bỏ đi ra ngoài, hay là không có cần là nói một lời với cái vấn đề đang là bàn cãi ra. Thành ra không thể nào giải quyết hết. Thật ra đối với cái đối tượng đó là tâm sân quá nhiều. Ví dụ như là họp một số 5-7 người trong cái cơ quan, nhưng mà một người nhân viên nào đó mà họ khởi tâm sân á, mà đứng dậy một cái là chắc ông đó bị đù luôn đó. Nhưng mà trong gia đình mình sao? Mình có một cái ngạ, mình đi ra ngoài ai đuổi mình đâu. Thì thật ra cái trạng thái đó có khi nó sinh khởi trong một cái môi trường hoàn cảnh khác nhau. Mình hiểu vậy. Mình là nhân viên thì mình cũng dám. Nhưng mà trong gia đình là mình có khi mình bỏ ra ngoài. Nhưng mà trạng thái bỏ ra ngoài vẫn là thể hiện tâm sân. Đó. Thành ra mình phải nhìn cái trạng thái tâm đó khi mà nó đang sinh khởi á, cứ ghi nhận. Thường thường quý vị thấy sao? Có nhiều người mà sân quá là sao? Lời nói là bị run, đúng không? Tay chân là run luôn. Đó là sự thật. Mình chỉ ghi nhận nó thôi. Hay nói một cách khác, một vấn đề khác. Thấy có một khi mấy em học sinh á, mà đứng lên phát biểu cái gì á, mồ hôi mồ kê chạy ra hết, run. Thì đó là một trạng thái là tâm sợ hãi, hay là hổ thẹn cái sợ tội lỗi. Thành ra là trạng thái nó đang sinh khởi, mình cứ ghi nhận. Nếu mà một tâm mà sáng suốt á, là cái tâm nó biến mất liền. Nhưng mà bản năng của mình là gì? Ham sống sợ chết, hay nói một cách khác vậy. Mình muốn cái vui, mình muốn cái hoàn hảo. Thành khi mình đối diện cái điều đó, mình không bao giờ đối diện được. Thì thành ra là cái điều quan trọng á, mình phải ghi nhận trạng thái tâm mình như thế nào để cho cái tâm mình là ung dung, tự tại, thản nhiên trước mọi hoàn cảnh. Nhưng mà ghi nhận nó với một cái sự gì? Thấy cái pháp đến và đi như nó đang là, không có một bản ngã của tôi cho rằng cái điều đó là quá là đau đớn, điều đó là không thể chấp nhận. Thành ra là thường thường á, đối với người Phật tử á, buồn nhất là gì? Trúng số mà mất đi, hay là mất tiền của cũng chưa buồn, người thân mình mất, đúng không? Thì thành ra là có khi người thân mình mất đi á, thì cái nỗi buồn là coi như là phải nói là vô hạn. Nhưng mà đối với người có hành thiền quán á, người đó họ nhìn cái tâm mình thấy rõ cái điều đó nó chỉ đến đi thôi. Thành ra có cái chuyện ở trong Pháp Cú Kinh, trong một gia đình nghèo ở Ấn Độ, cô con dâu đi với chồng vào ông rừng á,
Thì không may á, ông chồng á là bị con rắn cắn chết nè. Thì cô về cô báo là bên bố mẹ chồng, rồi báo đứa con của mình, rồi cô cũng tự động là cũng như là đem củi về để mà thiêu xác, bởi vì bên Ấn Độ người ta không có chôn, người ta thiêu xác ở ngoài sông Hồng á. Thì người ta nói rằng sẽ có cô đi lạ thật, sao cái cô này chồng chết mà cô không khóc. Đối với mình là khác nhỉ, mình khóc khóc là xin lỗi đến hết nước mắt, khóc có khi là vật vã. Thì cái trạng thái khóc đó mình không ghi nhận được hay sao? Có tâm u phiền đố mà nó sắc Atichana, tức là mình làm cho cái tâm mình đó đến một sự là coi như là phiền não mà chính mình gây ra, không ai gây ra hết, không phải cái người chết gây ra. Cái quy luật của cuộc sống sống chết là thường, nhưng mà mình quá cảm thương thì mình làm cho cái tâm mình là coi như quá buồn, thì cái điều đó không nên. Thành ra là khi mà cô làm như vậy ấy, thì người ta mới nói rằng là cái cô này giống như là một người con dâu là bất hiếu. Nhưng mà đến tai Phật thì Đức Phật tán thán, tức là người đó thấy được là các pháp đến đi ấy, một cách rõ ràng, hay là người đó thấy sao cái sự chết nó luôn luôn hiện hữu. Ở trong pháp á, thì có một cái điều á, là mình niệm về sự chết. Thật ra mình nói chết có khi nói là tôi sống đến 80, có khi nói là khi nào bị bệnh á, mà bệnh nặng á mới chết. Thành ra Đức Thế Tôn nói bây giờ quý vị có biết thời gian nào mà ngắn nhất không? Thì đệ tử của Đức Như Lai mới nói rằng á, con biết rằng thời gian ngắn nhất đó là gì? Thở vào thở ra một hơi thở, mà thở vào mà không thở ra, hoặc là thở ra mà không thở vào thì sao? Mình chấm dứt, mình mất đi. Ngắn như vậy đó thì Đức Phật tán thán đúng. Thì mình không nghĩ rằng là coi như là cái điều bi quan cuộc sống nó là như vậy, nhưng mình ghi nhận được thì mình tự tin hơn trong cuộc sống. Nhớ nha, có khi học pháp là mình cứ nghĩ rằng là bi quan yếm thế, không phải. Mình tự tin hơn trong cuộc sống á thì cuộc sống mình sao, mình hạnh phúc hơn, đơn giản vậy thôi. Thành ra là khi mà thấy được pháp rồi á thì mình thấy sao, cái tâm mình là rất là hồn nhiên, hay là tâm mình là coi như là không có lo sợ gì, thì điều đó là đáng quý. Nhưng mà khi mà niệm thọ thì thường thường á cái tâm mình không có vượt qua cái thọ mà đau, ví dụ đau thì cảm thọ sinh khởi. Ví dụ như mình nói bây giờ ngồi thiền mà 40 phút á, 50 phút có khi là mình chịu không nổi. Hay là nói một cách khác, một người khác á, mà chửi mắng mình á, có khi mình đau mình chịu không nổi. Hay là một cái thân mà thân bệnh á, mà mình đang nằm trên giường bệnh á, mình đau mình chịu không nổi. Thành ra là xưa có quen một con bé, thì con bé nó bây giờ nó nằm bệnh viện. Đợt vừa rồi lên nó thì mình cắt vài sợi tóc để cho cạo đầu nó, năm 22 tuổi rồi. Nhưng mà tâm nó thì biết một lần á là nó sợ chết, nhưng mà sau khi mình giảng pháp rồi nó không sợ nữa. Nó nói con cứ biết sư dặn là coi như thở vào thở ra, khi nào con biết sợ thì con biết sợ, nhưng mà khi nó ghi nhận trạng thái sợ thì sao, nó rõ quá nó là không sợ nữa. Tuy rằng nó bây giờ nằm trên giường bệnh, nó bị ung thư máu, cái chết gần đến rồi, bởi vì nó qua giai đoạn 3-4 rồi. Nhưng mà cái tâm nó không sợ. Thành ra cái điều đó mình thấy sao? Cái vấn đề á, là trong cái bất cứ hoàn cảnh nào mà trái ý nghịch lòng của tâm mình á, mà mình ghi nhận trạng thái tâm rõ á, hay là những cái cảm thọ mình bên ngoài á, qua thân á, rõ, thì điều đó là sao? Mình không có sự sợ hãi. Điều đó là phải ghi nhận như vậy.
Thành ra là trong đây có một vị đại đức tên là Chittaka, vị trưởng lão. Thì vị lúc đầu vị cũng có một cái tâm là không có chánh niệm tỉnh giác. Vị lớn tuổi rồi, vị già cả rồi, thì vị sao? Sợ chết. Nhưng mà có một vị sa di nói rằng là đại đức ơi, bây giờ cái chết ai cũng là đối diện. Thành ra bây giờ đại đức cần cái ghi nhận trạng thái của cảm thọ đang là. Mà đại đức hãy nhận lại hơn. Bởi vì sao? Khi cái thân mình đau, có khi mình ghi nhận không được. Mình cứ nghĩ chuyện này đến chuyện kia, lo lắng. Thành ra khi mà cảm thọ mà khó chịu sinh khởi, đó là điều kiện tốt nhất. Nhớ. Còn khi mà cảm thọ dễ chịu, mình có nhớ không? Không. Mình ăn cái gì ngon mình đâu nhớ. Nhưng mà ăn cái gì mà nó đắng đắng hay là chát chát, mình nhớ ngay biết liền. Thì ở đây cũng vậy. Khi mình ngồi mà ngồi nó yên á, mà không có đau thì mình không ghi nhận. Hay nói một cách khác là sao? Không chịu ghi nhận. Bởi vì cái yên của cái thân á, thì đó là một cái pháp. Mình thấy sao? Cái thân mình nó yên, yên ổn hoàn toàn. Tức là cảm giác hài lòng á. Có không? Quý vị có thấy không? Có. Mình không có bị ràng buộc cái gì hết. Mình không có lo lắng gì hết. Mình thấy nó yên lặng. Nhưng mà một cái cảm giác một sao? Khó chịu. Ví dụ như, giống như vừa rồi mình nói, người mà thích quay phim bộ, ví dụ như 7 giờ mà có phim bộ là coi như là 6 giờ kém 5 là 7 giờ kém 5 cái là coi như là làm gì cho nhanh để mà đến giờ với phim đó. Tâm lý là như vậy. Thì thành ra ở đây mới nói là Khanti Paramang Tapotitika Nipanang Paramang Manadirtha, tức là coi như nhận nhục là tối thượng, nhận nại là tối thượng. Trong bất cứ hoàn cảnh nào mà mình ghi nhận cái trạng thái thân tâm á, ít nhiều phải có sự nhận nại, nhận nhục. Thế thường thường trong pháp á, người ta nói á, là cái sự tinh tấn á, nó phải đi kèm theo á, là người đó chánh niệm tốt. Thành là khi đó đại đức Sô Na đệ tử của Đức Phật á, cũng cứ đi kinh hành á, đi tới đi lui, đi tới đi lui, nhưng mà cái tâm á, quá tinh tấn nhưng mà không chánh niệm. Nhớ là tinh tấn quá nhưng mà không chánh niệm cũng không tốt. Thành ra đi căng thẳng quá mệt, ngồi xuống thì khi đó Đức Phật mới nói mình đi tinh tấn á, đi chậm rãi từ từ với cái tâm chánh niệm, thì cũng như là cái tâm nó tương ứng với một sự nhận nại, thì nó vượt qua cái chướng ngại. Thường thường là như vậy. Thành ra có khi trong cuộc sống do cái tâm mình không có quan sát rõ ràng trạng thái của tâm, mình không quan sát được cái cảm thọ là cũng như là bất ứng ý, nghịch lòng, tôi nói vậy, tức không hài lòng á, thì tâm mình á là hay bị á được trượt ra khỏi đề mục. Ở đây mình nói cái ngôn ngữ có khi là về thiền một tí, đề mục thiền có thể nói vậy. Nhưng mà trạng thái tâm mình ghi nhận rõ thì khi đó mình đang thiền. Nhớ nha, mình không phải là mình nói là bây giờ thiền phải có một giờ thiền này, từ 4 đến 5 giờ này, hay là buổi chiều là từ 1 đến 2 giờ này, không phải. Trong tất cả ai nghi đi đứng nằm ngồi mình đều thiền cả. Thành ra cái ngôn ngữ thiền đó, nó rất là rộng. Không phải là nói một cái từ thiền mà nói cái từ Bali và từ cha đó. Cái từ cha nã mà nói chính xác nó là cái đứa khía cạnh của thiền định. Tức là tâm mình cô động trên một đối tượng đang là thôi. Nhưng mà mình ở đây không phải nói vậy. Cái ngôn ngữ thiền nó giống như là người đó có chánh niệm tỉnh giác, đơn giản vậy thôi. Khi đi biết đi, khi làm biết làm,
khi ăn biết ăn, khi ngồi là coi như là nghỉ ngơi trạng thái thân tâm mình, là biết nghỉ ngơi trạng thái thân tâm mình, thì đó là thiền. Thì thành ra là khi mà một người á, mà có sự nhận lại một tí thì điều đó là nó đưa đến kết quả tốt hơn. Thành ra Đức Phật á, mới nói rằng á, cái pháp mà hiện hữu á, không phải á, mình á, nói rằng á, là mình không có tinh tấn mà mình thấy pháp. Thành ra Đức Phật nói sao? Ê hi bác sĩ cô, hãy đến mà thấy. Tức là hãy đến mà chiêm nghiệm trên cái thân thọ của mình đang là. Chiêm nghiệm hay nói là gì? Kinh nghiệm hay là thấy rõ các pháp trên thân thân mình đang là. Có thể nói ngôn ngữ nhiều quá phải không? Nhưng mà không sao. Bởi vì mình chỉ nói mình kinh nghiệm, tức là mình sao? Mình biết thân tâm mình là tốt, chỉ biết thôi. Ê hi bác sĩ cô, hãy đến mà thấy. Ê hi là đến, còn bác sĩ cô là đến thấy, thấy rõ. Thành ra là ở đây khi mà Đức Phật nói như vậy thì biết sao? Các pháp nó đang hiện hữu, không vượt qua không gian và thời gian, tức là không có nắm bắt quá khứ, không có bắt bắt tương lai, chỉ là hiện tại thôi. Rồi đến mà thấy cái pháp đang là thì khi đó mình sẽ dễ dàng thấy pháp. Thì thành ra là đối với một người hành cái đối tượng của thiền quán mà trên cái khía cạnh cẩm thọ thì mình phải biết cho rõ ràng. Thành ra ở đây muốn nói thêm một câu chuyện. Bởi vì khi mà tâm hài lòng hay không hài lòng á, nó dễ sinh khởi lắm. Trong cái thời Đức Phật á, thì rõ ràng nhất á, là như là ngài Đại Đức Ananda. Bởi vì trong cái thời gian đó là cái nhiều sự mâu thuẫn, bộ phái này, bộ phái nọ, hay là đệ tử Đức Phật, hay là đệ tử của các Bà La Môn giáo. Thành ra là bên Bà La Môn giáo nó có cái mâu thuẫn á, là ông sư nào mà đệ tử của Đấng Như Lai á, mà đi ngang á, là nó sao? Nó chửi, nó mắng, nó nhục mà để làm sao? Cái đường nó đừng có đi nữa, đi đường khác đi. Đó. Thì ngài Đại Đức Ananda á, đi bác đi đường đó. Thì đi đường đó là coi như là đi bác về là bạch Đức Thế Tôn là ngày nó con chịu không nổi, người ta chửi con quá. Mình nên hiểu là khi đó ngài Đức Ananda mới chứng quả thánh đầu tiên thôi nha. Ngài chứ phải là thánh đăng A-la-hán. Thì Đức Phật biết thôi, ngài Như Lai biết. Ngày mai Đại Đức Ananda chuyển qua một con đường khác, nó cũng là chửi. Ngày thứ ba cũng vậy. Thì khi đó ngài Ananda nói chắc là phải đi chỗ khác mà ở thôi, ở đây không có được. Thì Đức Như Lai nói sao? Không có việc gì á mà mình phải đi đến đâu khác. Mình hãy nhìn cái trạng thái tâm của mình, tuy là những cái lời chê bai nhục mạ nó không đúng với cuộc sống của Đấng Như Lai hay là đệ tử của Đấng Như Lai, thì mình phải có Như Lai đó. Con hãy nhìn cái trạng thái tâm của mình á, khi mà cái đối tượng bên ngoài làm cho tâm con bị sao lãng hay là bị buồn phiền hay không, đó mới là pháp. Nhưng mà mình làm được không? Mình làm được đâu. Nói thì dễ lắm. Bởi vì sao? Nó tâm mình nó kém. Có khi mình biết rằng cái đối tượng bên ngoài nó la mắng sai đi. Nhưng mà thời đó cũng có đấy. Nhưng mà Đức Phật không cần thiết nhìn cái điều đó là đúng. Mà hãy nói là ngài Ananda rằng con hãy nhìn cái trạng thái tâm của con đi. Con không thể nào chỉ ra khoát cái phiền nào, bởi chính tâm mình là tạo ra. Thành ra ở đây mình nên hiểu là điều đó mình phải cẩn trọng đối với những cái đối tượng bên ngoài nó chi phối làm cho tâm mình trở nên phiền nào. Cái điều quan trọng ở đây bởi vì khi mà trạng thái đó mà sinh khởi thì do gì? Do các bạn ngã.
Thành ra là trong bài kinh Anatta Lakkhana Sutta là bài kinh thứ nhì sau bài kinh Dhammacakkappavattana Sutta, tức là bài kinh vô ngã tướng kinh sau bài kinh của Chuyển Pháp Luân. Thì bài kinh đầu đó thì Đức Phật thuyết cho năm anh em Kỳ Trần Như. Mình trong đó chỉ có ngài Đại Đức là anh nhắc của anh nhắc, tiếng Việt gọi là ngài ngài Kiều Trần Như, ngài tiếng của thánh thôi. Sau khi đó Đức Phật thuyết thêm một bài nữa là vô ngã tướng kinh Anatta Lakkhana Sutta, thì năm anh em Kiều Trần Như mới chứng đắc quả thánh. Thì khi đó Đức Phật mới dạy một câu ở trong vô ngã tướng kinh rằng á, cái này không phải là của ta, cái này không phải ta, và cái này không phải linh hồn của ta hay là tự ngã của ta. Nói thì dễ hiểu hay là dễ nghe, nhưng mà sao, trong cái trạng thái của một người hành giả, mình đừng bao giờ đặt cái trạng thái tâm của mình vào một cái ta. Bởi vì á, mình cứ làm một mọi việc thì mình nghĩ cái điều đó là cái thân này mình làm để mà mình sinh hoạt đúng với cái bản chất là mình xây dựng cuộc sống thôi. Nhưng mà trường hợp mà mình thấy cái tôi, cái ta thì không bao giờ cái tâm mình nó tốt hơn được. Mà tâm đó luôn luôn là cứ nghĩ rằng á, mình là giống như một người là cũng như rất là có giá trị, rất là quan trọng. Cái điều này á, nhất là những người nam, người nữ cũng có, người nữ là hiếm. Thì khi đó bởi vì người ta nó nghĩ sao, người nam á, là người làm chủ trong gia đình. Nhưng mà đối với quốc tế nước ngoài có khi cái điều đó khó. Bởi vì sao, ở vì nước ngoài có khi là vợ chồng á, là hai người có hai cái sổ tiết kiệm, đúng không? Rất rõ ràng. Mỹ cũng vậy, Việt Nam không, tất cả tài sản là coi như làm được là coi như là có khi là đưa cho vợ, nhưng mà thật ra người chồng có cái quyền đó. Nên thành ra là mình nên hiểu cái bản ngã của một người nam đó, nó dễ sinh khởi hơn là người nữ. Khi mà mình nghĩ rằng là cái này là của tôi của ta thì cái tất cả mọi việc bên ngoài á, mình không cư xử một cách hòa đồng. Hay là mình thấy rằng á, cái pháp bên ngoài á, tất cả là mình xoay chuyển được, không phải. Nói vậy là sai. Thì thành ra là đối với một người đó khi mà thấy rõ các pháp bên ngoài không phải của ta, của tôi, là linh hồn của tôi ấy, thì sao? Mình cứ để các pháp nó trôi chảy mà mình cư xử một cách có chánh niệm tỉnh giác. Thành ra ví dụ như trong cuộc sống gia đình có những sự xích mích, không có hòa thuận, thì mình biết lắng nghe và ghi nhận trạng thái tâm của mình. Cái điều đó là khó, nhưng mà ghi nhận như thế nào để cho cuộc sống trong gia đình hài hòa hơn, thông cảm hơn và hiểu nhau hơn. Tất cả những thành viên trong gia đình đó phải biết thiền tập, tức là biết cái khía cạnh của tu thiền. Thành ra là ở bên Sydney có gia đình lùm tội, mẹ nói thì con không nghe, mà con nói thì có khi cứ nghĩ rằng là cũng như là con đúng, nhưng ngày mai lại thì nói rằng I'm sorry, nói với mẹ vậy, con xin lỗi. Thì thành ra mình hiểu sao, khi trong ngày, trong cái điều kiện đó, trong cái ngày đó khi mà xảy ra vấn đề thì người đó không bao giờ thấy được cái tôi, chỉ là thấy bạn ngã, hiểu không? Còn khi mà ngày mai tối ngủ lại thì ngày mai nghĩ rằng hôm qua mình nói với mẹ là sai, thì khi đó mình thấy là trạng thái tâm mình. Thì ở đây cũng vậy, khi một cái trạng thái tâm của mình á mà nó sinh khởi lên á, mình thấy ngay thì tốt, nhưng mà có khi mình chưa thấy. Khi mình thấy ra rồi, mình thấy đúng, mình hối hận cái việc làm mình của mình là sai. Thì tất cả các trạng thái đó gọi là thiền. Tức không phải là mình nói là bây giờ trong cuộc sống gia đình là nó không có thiền, không có.
cái đạo đức giữa cha với mẹ, hay là đạo đức giữa cha mẹ với con, hay là đạo đức của con đối với cha mẹ, hay là đạo đức giữa cha với vợ chồng, con cái như thế nào, vân vân. Thì cái đạo đức đó chính là dựa trên cái sự chánh niệm tỉnh giác. Mình đừng có nghĩ rằng là tất cả các kinh điển của Đức Phật nói nghe với một cái tinh thần là giống như là dạy như là mình cho một bài học hay là làm cho đạo đức người đó tốt hơn, không phải. Khi mà Đức Phật giảng một cái bài pháp ra, mình nên hiểu rằng người nghe đều là những người có chánh niệm tỉnh giác, đều là những người là biết mình và biết người. Mình phải hiểu như vậy. Thì thành ra một cái bài pháp của Đức Thế Tôn á, mình giảng ra, Đức Phật luôn luôn nhìn rằng á, cái đối tượng đó là ai, và đối tượng đó sau khi nghe bài pháp đó, họ có khả năng đạt được cái gì. Tối thiểu là người đó chứng quả thánh đầu tiên. Mình hiểu vậy. Mình thì không có. Vì sao? Mình là hạng phàm phu, phàm nhân á, mình không thấy được cái trạng thái tâm của người Phật tử. Thành ra mình không thể nào là mình giảng pháp một cách trực tiếp. Thành ra Đức Như Lai mới có một cái tâm là gì? Dipa Chakku Nhana, thiên nhận thông. Thành ra là câu chuyện rất là đơn giản. Đức Phật á, thuyết cho cô con gái người thầy dệt. Thì cô gái á, cô thường thường cô không có vào người Đức Phật nghe đâu. Nhưng mà ngày đó tình cờ cô sau khi mà lấy cái khung cửi, khung cửi cửi mà dịch vải, cô về rồi mà cô ghé vào trong cái tự viện, cô vào nghe pháp. Nhưng mà Đức Thế Tôn ngồi đợi để cho cô vào, mà khi mà vào Đức Thế Tôn giảng pháp, cô chứng ngay quả thánh đầu tiên. Thành ra mình hiểu rằng tất cả các bài pháp nó đều đem lại lợi ích cho người nghe. Hay nói một cách khác, bây giờ mình nói là đó là pháp học, và mình hiểu mà mình hành nó như thế nào thì thông qua pháp hành, cái điều đó là đúng. Thì Đức Phật luôn luôn nói rằng á, cái tâm mình á là nhiệt tâm làm, Như Lai chỉ là người chỉ dạy. Có khi cái từ nhiệt tâm á là có khi nó từ Pali gọi là appabado, appabado, hay là nói một cái từ là akhato, Akhataro. Tuy rằng nó khác, nhưng mà nếu Đức Phật muốn nói rằng là khi một người có một cái tâm nhiệt thành, hay là có một cái tâm là chánh niệm tỉnh giác tốt, thì người đó tự đi trên đôi chân của chính mình. Không phải là mình nói là học pháp cứ mãi mãi cứ nương tựa vào Đấng Như Lai. Điều đó không đúng. Thành ra là đối với con của Đức Phật là ai? Là vị Rahula đó. Tiếng Việt của gì? Rahula. Lúc đầu á, khi mà vị ở với Đấng Như Lai, cứ nghĩ rằng á, tôi là con của Đấng Như Lai, con Phật. Thành ra là cái tâm là buông lung, không có chánh niệm tỉnh giác. Muốn ăn là ăn, muốn ngủ là ngủ. Thành ra Đức Phật là vợ trách. Đến khi mà Ngài ra Hồ La, mình gọi khỏi Ngài, bởi vì các vị đó là tiếng của Thánh. Bởi vì có khi một số Phật tử người ta gọi là, ví dụ là ông Đề Bà Đạt, hiểu không? Ông mà phá Đức Phật, Đề Bà Đạt Tá. Nhưng mình dám gọi. Mình gọi là coi như là ví dụ là gọi Ngài, hay là gọi một cách trịnh trọng có khi nó hay hơn. Thì đây là khi mà vị Rahula được Đức Phật ghi nhận rằng là con hãy nhìn cái giọt nước đó, trên chân con đang chạy xuống, hay là hãy nhìn thấy giọt nước đó, mà khi mà rửa đôi chân. Bởi vì đối với mình có khi mình khó thấy, hay là mình làm với một cái quán tính đó, mình làm mà mình chỉ làm. Thành ra có khi là mình không có quan sát rõ ràng cái hiện tượng danh sắc nó sinh khởi. Thì khi mà Ngài
rau lá mà đổ gáo nước trên chăng á, thì thấy sao? Giọt nước nó rơi xuống. Thấy à, chỉ là giọt nước thôi, nhưng mà mình không chấp thụ giọt nước đó. Thấy nó đến, tức là nó chạy xuống, hết giọt này đến giọt kia, thì Ngài thấy được tính vô thường. À, Ngài chứng quả thánh đầu tiên ngay. Thì nên mình nói rằng các pháp mà xung quanh của mình á, mình không phải là mình nói là nó khó lắm, bởi vì mình chưa thấy. Có khi mình thấy ra nó chỉ chớp lên một cái, nhưng cái tâm mình khi đó mình hoan hỷ cái đó. Ví dụ như quý vị rửa tay đi, à, nói thì giống như là một cái tục đế, tức là mình à, người khác thấy, bây giờ mình chưa thấy, nhưng mà mình thấy là sao? Những giọt nước mà rớt trên tay vậy á, à, mình thấy rằng á, cái sự vô thường của từng giọt nước, thì khi đó mình thấy sao? Cái tâm mình không bị chấp thụ, hiểu không? Không bị chấp thụ bởi những cái vướng mắc bên ngoài, vướng mắc bên ngoài. Đó, cái điều đó là quan trọng. À, thành ra bất cứ các pháp nào mình mà chiêm nghiệm được á, là mình có thể thấy. Ví dụ như à, khi ngồi thiền đi, bây giờ ngồi theo hơi thở hay là theo phòng xẹp, có khi mình thấy khó thấy. Nhưng mà có khi á, mình ghi nhận trạng thái tâm mình á, có khi trạng thái đó nó đến, mình thấy nó đang nắm bắt một cái gì đấy, rồi tự nhiên nó biến mất. Rồi nằm một cái tâm thứ hai nó đến, rồi nắm bắt một cái đối tượng khác, rồi nó biến mất. Mình ghi nhận liên tục như vậy, khi đó mình thấy pháp. Không phải là mình ghi nhận 1, 2, 3, 4 bên ngoài nghe kẹt cửa cái đầu mình phóng tâm ra ngoài, mình ghi nhận đó cái khác, điều nó cũng được. Nhưng mà cái tâm mình nó chưa có thực sự nó tinh xảo để thấy rằng là cái đối tượng đang là thôi. Bởi vì khi mà cái tâm mình đó, nó nhảy chỗ này, nhảy chỗ kia, nhảy chỗ nọ, thì cái tâm mình nó yếu. Mà khi mà cái tâm á, cứ bám chặt trên một đề mục, mà thấy cái pháp đến đi thì nó nhanh hơn là mình bắt nhiều đối tượng. Thành ra có khi các vị thiền sư cho rằng á, tâm cứ vô tư đi, đối tượng nào rõ cứ nắm, cũng đúng, không sai, không sai. Nhưng mà cái tâm bị loạn đi, hiểu không? Bởi vì khi mình nhìn cái đề mục bên ngoài nhiều quá, thì cái tâm không có định được, hay là cái tâm là không có tinh tấn để ghi nhận rõ chánh niệm tỉnh giác được. Cái điều này là quan trọng này, rất quan trọng này. Ví dụ như mình làm một cái gì á, thì mình đâu cần ghi nhận trên chấn, mình đâu ghi nhận trên đầu, trên thân gì, mình chỉ ghi nhận trên đôi tay mình thôi, hiểu không? Tức là một đối tượng đang là thôi. Khi mình ghi nhận như vậy thì mình dễ thấy cái sự sinh diệt của pháp đang sinh khởi. À, rõ ràng là vậy. Thì thành ra là trong thời Đức Phật á, có một cái chuyện, có hai vị thánh tăng, à, nó cũng tương tự như câu chuyện hồi tối hôm qua kìa. À, một vị á, là phàm phu, một vị là thánh tăng. Nhưng mà vị phàm phu á, rất là giỏi kinh điển. Nhưng mà vị đó mà khi đó có Đức Như Lai, à, vị mới nói rằng là coi như là pháp thế này, pháp thế nọ. À, nhưng mà Đức Thế Tôn nói thôi được rồi. À, bây giờ con để cho Sư Huynh nói. Các pháp mà vị Sư Huynh đó thấy nói như thế nào. Bởi vì cái vị sư đệ này quá giỏi về pháp học, mà không có kinh nghiệm trong pháp hành. À, thì bởi vì sư huynh này là vị thánh, mà thánh gì? Thánh A-la-hán, tức là diệt tận được phiền não. Vị nói ra là được Đức Phật tán thán ngay lập tức. À, thì thành ra mình thấy rằng cái pháp của người thấy pháp và một người phàm phu hoàn toàn khác. Mà khi một người mà có một cái tâm mà nhìn được trạng thái của mình thì tâm đó được Đức Phật tán thán. Mình khoan nói là vị đó chứng hay không rồi. Hay là một hoàn hành động của mình mà mình thấy được rõ ràng, thì điều đó được Đấng Như Lai tán thán. Thành ra Đức Phật mới nói là gì?
suốt thông kinh luật mặc dầu, nếu không hành đạo, đếm trâu đếm bò, dễ vui tự mặn nằm co, qua miền siêu thoát quậy đò ai đưa. Tức là nói rằng là cái người đó họ không thể nào thấy pháp, chỉ biết rằng là như à, cái này cái kia nó thỏa mãn cho cái bản ngã của mình thôi. Nhưng mà đối với một người khác sao? Không cần học kinh điển nhiều. Tại sao? Ít thông kinh luật mật dầu, nếu chuyên hành đạo, tìm sai sự mình, sống đời tỉnh giác, quang minh, diệt niềm phiền nào đó, vô sanh hưởng nhàn. Cái từ mà phiền não này á, ở trong Pali á, gọi là chữ ra cha, đô cha, pa ha cha ma cha, mô hăng. Tức là coi như là người đó là đi vào cái trạng thái gì? Cái này là trong cái câu kệ của Pháp Quốc Kinh nha. Sampan cha nhá, sở vít bút tô, chít tô. Tức là vì đó mà không còn tham sân si á, thì có một cái tâm á, là tịnh giác, đưa đến một trạng thái là tâm thanh tịnh hoàn toàn. Tức là cái trạng thái đó, người đó là không còn phiền não chi phối nữa. Thì thành ra làm rượu đối với chính mình á, thì mình phải quan sát tất cả hiện tượng khi mà nó vừa phát sanh hay là khi vừa nó diệt đi. Thì thành ra là đối với một người hành giả thì mình cố gắng ghi nhận cái trạng thái đó cho rõ, để mà thấy được á, là cái pháp mà nó đến và đi, mà mình xem thử là nó hài lòng hay không, hay là một trạng thái không hài lòng, là hài lòng tức là một trạng thái xả nó như thế nào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào thiền tập. Thường thường đối với những cái vị dạng thiền á, thì khi mà niệm thân á, thì quý vị thường thường mà ghi nhận trạng thái của hơi thở hay là phòng xẹp. Nhưng mà khi niệm thọ thì quý vị thường thường là ghi nhận trạng thái của thân tâm hài lòng, không hài lòng hay tâm xạ. Thì ở đây muốn rằng quý vị tùy theo quý vị ghi nhận, hay là trạng thái tâm của mình thoải mái, không thoải mái, vui hay là không vui, hay là khó chịu hay là dễ chịu, tùy. Bởi vì mình không có thể đưa vào một cái trạng thái tâm á, là nó như vậy được, hay là nó vào một cái frame là coi như nó chỉ là vậy thôi, không thể. Miễn sao là khi mà trình pháp, người đó thấy rõ trạng thái tâm mình á, là tốt. Tuy rằng mình mới học là niệm thọ thôi. Nếu mà mình muốn rõ ràng trong cái niệm thọ thì mình xem thử cái trạng thái mình á là hài lòng hay không, hay là trong hơi thở mình á thích hay không. Cái từ nó có khi nó rõ hơn tí, bởi vì có khi á hơi thở mình nó thô á, thì có khi là mình khó khởi một cái tâm là không thích. Nhưng mà còn một hơi thở á, mà nó vi tế một tí thì mình có một cái trạng thái là mình thích khi mà mình đang hành thiền đó. Rồi bây giờ quý vị cứ nhắm mắt hành thiền, còn quý vị mở mắt là không hành thiền nữa. Bởi vì có khi trong oai nghi đi đứng nằm ngồi thì quý vị có thể làm gì được, nhưng mà còn trong cái oai nghi mà hành thiền đó, thì quý vị làm ơn nhắm mắt lại. Có vị có thể là ngồi kiết già hay là bám già, mà khi mà ghi nhận trạng thái của thân tâm thì quý vị cứ ghi nhận như nó đang là. Để dễ ghi nhận thì quý vị có thể ghi nhận hơi thở mình, tùy theo cái khả năng quý vị ghi nhận 1, 2 hay là 3 phút. Hai, ghi nhận cái cảm thọ mà mình đang ghi nhận, nó hài lòng hay không. Có thể khi mà ngồi lúc đầu thì cảm thọ khổ nó chưa sinh khởi, nhưng mà trong trạng thái tâm có khi nó sinh khởi một cái tâm sợ là tôi không thích ngồi. Mình cứ ghi nhận trạng thái là không thích,
không thích. Rồi mình xem lại cái oai nghi của mình đang là. Khi mà ghi nhận trạng thái của thọ hay là của tâm, thì mình cố gắng ghi nhận trạng thái của thọ, nó an vui hay không, thích hay không, hài lòng hay không. Có thể quý vị ghi nhận khi hơi thở, có thể quý vị ghi nhận là cái phòng xẹp, hay có thể quý vị ghi nhận là cái sự đụng chạm đến hai tay trên cái chân, hay là ghi nhận là sự đụng chạm của thân trên cái nền. Bất cứ đối tượng đang sinh khởi, đang ghi nhận, đó cũng là đối tượng mà mình cần ghi nhận hành thiền. Rồi quý vị có thể thư giãn. Rồi đến phiên quý vị cho câu hỏi dựa trên cái kinh nghiệm. Ở đây mình không cần nói là kinh nghiệm thiền tập, mà kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày á, để thấy rõ cái trạng thái thân tâm của mình như thế nào. Thường thường cũng không dám nói nhiều, bởi vì có khi mà mình ngồi thiền á, thì mình ghi nhận rõ những cái trạng thái của thân và tâm. Thành ra là khi mà mình ngậm miệng lại, mình có thể ghi nhận toàn bộ thân tâm được. Mình thấy ví dụ như là mình hay bị cái trường hợp là gì? Nuốt được miếng, không sao hết á. Thì đó là một cái phản ứng của cơ thể thôi. Mình cứ tự nhiên theo cái sở hành của thân tâm như vậy, viện miễn sao là mình ghi nhận thôi. Bởi vì khi mình định pháp mình mới biết cái trạng thái tâm của mình hơn, điều đó cũng đáng quý. Còn khi mình ngại truyền pháp, thì có khi mình cứ bị cái trường hợp là mình cứ không có rõ ràng trong thiền tập, mà không ai giúp được mình hết. Có khi nó đơn giản lắm, người đó hành đúng rồi mình cũng tán thán, hành sai rồi cũng tán thán, miệng sao đi trên con đường nó đúng thôi. Mời cô có kinh nghiệm gì không? Dạ. Kính bạch sư, con xin hỏi là nếu mà mình sống trong chánh niệm đó, mình gọi danh từ là thiền, mà thật ra lúc đó có nghĩa là mình làm chủ cái tâm của mình. Dạ đúng rồi. Làm chủ có nghĩa là mình biết nó rất là rộng. Và trong đời sống thường nhật của một của đời thường của một người cư sĩ thì thường đó là mình phải tiếp xúc với đối tượng rất là nhiều, đặc biệt là nếu mình là người còn đi làm thì những nếu như mình làm chủ trong gia đình á, mình làm chủ cái tâm của mình trong gia đình thì gia đình rất là hòa thuận. Tức là thường á, mình làm chủ thì mình nhường nếu cái gì mà mình cảm thấy nó bất hòa hay là không như ý. Thường thường mình sống á, là mình có trong hai cái tâm trạng, hoặc là vừa ý hoặc là không vừa ý, nó lên nó thay đổi. Con lấy ví dụ như là ở nhà gần mình có đứa cháu nó còn bé, khi mình thấy nó có hai trái táo thì mình mới nói là con cho bà một trái, thì nó mới cắn hết hai trái táo. Thì cái tâm của mình lên liền, mình nói là chắc nó không cho mình, tức là nó muốn nó cắn rồi đó thì nó sẽ là của nó. Thì cái tâm của mình lên liền là thấy cháu nó không có ngoan. Nhưng mà sau khi nó cắn xong á thì nó đưa cho bà một trái, nó nói cái trái này ngọt nè bà. Thì cái tâm mình nó vui lại liền. Đúng rồi. Và tiếp theo đó thì mình thấy mình có cái niềm vui đó thì mình thấy là nó thay đổi rất là nhanh. Rồi mình lại nhường cho cháu nữa, mình đưa cho cháu, mình nói là cái trái ngọt này là bà nhường cho cháu, thì cháu nó cũng nói không, phần đó là cháu nhường cho bà, thì cái niềm vui đó lại nhân thêm nữa. Thì con thấy là đó là con lấy cái ví dụ ở trong gia đình, mà thường á, cái nơi mình làm việc á, thì ít khi như vậy xảy ra. Tức là
mình làm chung với bạn thì có khi bạn lười hơn mình thì mình sẽ làm nhiều hơn. Nhưng mà mình làm chủ cái tâm mình được á, mình có cái nhẫn với là mình có cái đức hy sinh á, thì mình thấy mình làm nhiều hơn thì mình sẽ có cái đức nhiều hơn, thì mình sẽ có cái niềm vui. Thì cái đó là cũng là những cái lúc mà giống như là mình có cái tâm niệm nó lên, nó có những cái tâm niệm đó để nó mình tự huấn luyện mình cho mình mỗi ngày cái tâm tính của mình nó tốt hơn. Thì con thấy là dường như là nó không có tự nhiên, mà nó là một cái gì đó là cái tâm mình làm chủ để mình tự huấn luyện mình nhiều hơn. Thì con thấy là trong đời thường đó thì nó là động nhiều hơn là tĩnh. Còn nếu mình ở trong một cái khóa tu, ở trong một cái đạo tràng thì cái tâm mình nó tĩnh, nó rất là dễ. Và cái tĩnh của cái động á, ở trong đời sống á, thì nó sẽ có cái khác biệt đó. Thành ra con nghĩ rằng là khi mà mình tu tập á, thì mình nên tu tập trong cái động nhiều hơn, là bởi cái hoàn cảnh của mình nó như vậy. Nếu có dịp mà mình về trường thiền mà mình được tỉnh nhiều quá đó thì con không biết là giống như cái tâm của mình nó trống rỗng nhiều quá vậy đó, thì nó ở trong cái đó nó chỉ là một lúc nào đó thôi rồi mình lại trở về với đời thường của mình nữa. Thật ra là cái điều này cô nói cũng đúng. Thật ra nó có hai cái tương phản hơn thưa sư. Nhưng mà cái sai ở đây á, bởi vì mình thấy rằng á, trong cái tịnh á, trong cái tịnh mình đang theo cái một cái truyền cái môi trường thiền á, không phải nói rằng là nó không có động, nó không tốt, nhưng mà bởi vì á, nó vẫn động qua gì, qua tứ oai nghi. Ở nhà thì mình động á, bởi vì á, cái lời nói hay là cái hành động mà đối với đối tượng bên ngoài nó chi phối chút ít, mình ghi nhận được là vẫn tốt. Còn trong cái môi trường á, mà thiền tập á, thì nó loại dần đi những cái chướng ngại bên ngoài. Nhưng mà trên thân tâm của mình á, vẫn sinh khởi cái trạng thái thích không thích, muốn không muốn, và mình vẫn rõ ràng thấy được á, là nó đến và đi như thế nào. Không phải là mình nói rằng là nó khác đâu. Trong cái hoàn cảnh á, mà nó trái ý nghịch lòng á, mình thấy nó rõ ràng á, mình mới thấy được cái tâm mình nó chiến thắng cái phiền não bên ngoài. Còn trong một cái tâm á, mà mình thấy không ai làm mình phiền cả, mình cứ ngồi thiền mà, cái đó chưa chắc là tốt. Thành ra có hai khía cạnh. Có thể nói môi trường nó tốt, nhưng khi mình ra mình gặp cái đối tượng bên ngoài á, mà trái ý Phật lòng á, mình không có thắng được tâm mình. Đúng không? Ví dụ như trường hợp mà cô nói một cái ví dụ hoàn toàn đúng. Bởi vì sao? Tính cô thắng, tính cô, thì đó là cái đối tượng trái ý nghịch lòng á, mình đọc được trạng thái tâm của chính mình là tốt. Không phải là mình nói là vào một trung tâm thiền không ai quấy rầy mình gì hết, mình cứ ghi nhận. Nhưng mà thật ra có khi á, nhiều người họ tưởng tượng, có một lần hành thiền ở Ban Địa Tạ, đi hành thiền đợt đó là có hai vợ chồng người Hà Nội để thăm đứa con trai. Mà đứa con trai nó là gì? Một cây chơi game. Game nó không có cái máy nhỏ nhỏ, cái máy nó không biết máy gì, mà giống như cái điện thoại ấy, bấm cả ngày. Mà nó nhắm mắt một cái là coi như là nó hiện cái game không à, thắng nó thua không à. Mà đến nỗi mà nó nói rằng á, khi mà chuẩn bị xả thiền á, cái tâm nó bị cái game nó thúc giục á, chạy nhanh về phòng cầm máy để mà chơi game. Thành ra chưa chắc là một cái môi trường yên tĩnh
mà mình thánh chính mình chưa chắc. Mà cái mối môi trường bên ngoài á, à, nói giống như chiến trận vậy đấy, à, mà mình thắng mình mới là hay. Người ta nói thắng tận trăm người, à, là đối tượng bên ngoài không bằng thắng chính mình. Cái điều đó đúng, trong Pháp Cú Kinh nói đúng. Ừ. Thành ra là mình làm như thế nào, cái môi trường bên ngoài á, mình phải ghi nhận được cái trạng thái tâm của mình. Thật ra mà theo các trường phái thiền á, phần lớn là phải vào một cái điều kiện hoàn cảnh để cho người thiền giả ghi nhận được thử cái thân tâm mình, điều đó là tốt. Vì sao vậy? Bởi vì á, khi mà mình không bị chướng ngại bên ngoài á, thì mình ghi nhận trạng thái thân của tâm mình rõ hơn, đúng không? Còn á, đối tượng trong gia đình á, hết người này người kia, có khi á, mình nói giống như cái ngôn ngữ được phải chọc giận, mà mình chưa có kinh nghiệm trong thiền tập á, thì đó là phiền não. Nhưng người ta nói sao? Mình mà chạy trốn điều đó giống như là đá đè cọ, hiểu không? Hiểu đâu đó. Thấy viên đá mà đè viên cọ thì sao? Cọ nó vẫn mọc. Thấy không? Tức là cái phiền não của mình vẫn sinh khởi trong một môi trường là mình gọi là thiền. Tức là ở đây là cô cứ nhìn cái trạng thái của mình, à, đối trị với những cái đối tượng thiền đó, là cô thấy nó vừa sinh khởi khó chịu, à, rồi cô thấy cái tâm bên ngoài họ dễ chịu mình, mình thấy cái tâm tự nhiên nhẹ xuống, cô ghi nhận vậy đó là thiền, là tốt đấy, không có cái gì là xấu á. À, còn mà trường hợp như mình vào một trung tâm thiền mà nó yên lặng, ngồi thì có như nó ghi nhận rõ ràng, đúng, tốt. Nhưng người nào mà đậy đậy sau lưng mình cái thôi rồi mình nội sân vậy lắm. Vì sao? Có đối tượng bên ngoài trái ý nghịch lòng á, mà cái tâm mình không muốn thì nó là phiền não tăng lên. Thành ra người ta gọi là phiền não tùng tấn bệnh. Còn mà đối tượng mà khi mà cái phiền não mà vừa sinh khởi trong gia đình á, mà khởi lên á, à, mình ghi nhận được ngay, thấy rõ, giống như rõ bộ mặt của cái tâm mình á, rồi mình thấy cái tâm mình tự nhiên nhẹ lắng xuống thì nó là tốt. À, thành ra ở đây mình nói là tùy, cô có thể nói là hoàn cảnh tu thiền là tốt cũng được, hay là ở gia đình á, nó chưa được tốt thì nó là chướng ngại cũng được, nhưng mà mình nên đối diện với cái tâm mình vẫn là tốt hơn. Tức là cô, hoàn cảnh cô có thể tạo như thế nào để cô thấy tốt hơn là tốt. Tức là mình đừng có trốn chạy cái thực tại đang là. Còn khi mà mình trốn chạy cái thực tại đang là thì chính mình á là mình càng thiền não càng tăng, thiền não tùng tấn bệnh. Có hiểu không? Dạ, đơn giản lắm. Dạ. Bởi vì thật ra cái khi mình hiểu thiền á, thì người nó có tiến bộ trong tu tập, nhưng mà hiểu nó không phải thiền chỉ là thiền, không phải thiền để thấy cái gì? Thiền để thấy thân tâm mình rõ. Mà thấy thân tâm rõ để làm cái gì? Có hiểu đó không? Dạ. Thấy thân tâm rõ để làm cái gì? Dạ. Mình biết vậy thôi. Dạ. Nếu mà nó xấu thì mình biết nó xấu. Dạ. Còn nó mà yên tĩnh thì mình biết nó yên. Dạ, đúng. Dạ. Vậy bây giờ trường hợp như bác biết mà nó cái tâm nó không thoải mái, thì giống như một trường hợp là nó xấu đi, thì bác làm như thế nào để vượt qua nó?
mình chỉ biết cái gì thôi. Ừ, biết là sao, thấy đó là sao, thấy sao đó? Cứ gì tiếp tục nhìn nó cho tới khi nào mà nó hoặc là nó bớt, hoặc là cái thời gian của mình có thể là, nếu mình kiên trì á thì mình có thể là mình hóa giải nó, còn nếu mà mình không kiên trì nổi thì có thể khi khác tiếp tục. Không, cái kiên trì nó là một khía cạnh khác. Bây giờ cái bác ghi nhận cái trạng thái tâm mình á, có thể là nó hơi vọng động tí đi. Bác dùng một phương pháp. Bây giờ nói một cái phương pháp hơi thô thì mình có thể gọi là vọng động, hay là phóng tâm, hay là suy xét suy tính gì đó tùy. Nhưng mà hay vi tế á, bác nhìn thẳng vào cái tâm của mình, xem thử cái vọng động nó đi đâu. Thì khi mà bác thấy rõ, cái tâm quay trở ngược lại, chánh niệm tỉnh giác ngay khi đó. Chỉ một vài giây sau, nó khác nha. Không phải là mình lấy một cái gì để mà mình đối trị nó, không phải. Nhìn thẳng nó để mà đối trị nó. Đối trị có khi mình dùng hơi từ nặng nặng, thì nhìn thẳng nó thì tâm mình nó quay lại vậy thôi. Sư, cho con hỏi, lúc mà con ngồi đó thì cái cảm giác nóng nóng hết trên người mình, và cái tâm của mình nó phản ứng giống như là khó chịu, thì như vậy thì lúc đó con nên quan sát về cái tâm khó chịu hay là đang quan sát nặng về cái nóng? Và lúc đó là hai cái nó giống như là nó đều với nhau hả sư? Thật ra nó có sự là coi như là so le, hay là cái đối tượng nào mạnh thì nó sinh khởi trước. Khi mà cái đối tượng mà nó khó chịu, nó sinh khởi thì biết khó chịu. Hay khi đối tượng nóng, anh biết khối tượng nóng, nó luôn luôn sẽ ghẹp với nhau. Nhưng mà một trong hai sẽ mạnh rõ hơn. Không có cái là cái này không rõ, cái kia là không rõ đâu. Hiểu không? Thành cái nào sinh khởi rõ, anh ghi nhận nó. Ví dụ như anh ghi nhận là trạng thái nóng đi, là tốt đó, bởi vì cái đó là một đại đó, không tứ đại đó. Thật ra không phải chỉ là cái nóng đó thôi, khi mà anh thấy được, anh thấy cả thân luôn. Còn mà cái sự khó chịu, anh thì ghi nhận trạng thái của tâm đó, là khó chịu, đó là niệm tâm. Mà anh thấy ghi nhận khó chịu á, qua thử ghi nhận như thế này: từ khi nó khó chịu, nó hiện hữu và nó mất đi như nào, ba giai đoạn. Không phải nói nghe chỉ ghi nhận đâu, tức là mình thấy một cách rõ ràng trong cái trạng thái tâm của mình á, thì mình thấy sao khi nó thấy là nó mất đi, tức là sinh rồi diệt á. Còn không thấy được sinh rồi diệt, đừng nói người nói thấy pháp, đừng nói, nói chỉ là lý thuyết thôi. Khi nào thấy sinh tự dực thì người đó mới thấy được là vô thường khổ ngã. Tức là thấy được danh và sắc sinh và diệt. Upajapada. Cái tuệ thứ hai của 16 tầng tuệ. Thấy cái tuệ đầu chỉ là cái tướng của bên nhất tí. Nhưng cái tuệ thứ hai thì thấy sự sinh diệt khi nó mới tiến bộ. Thì anh chỉ thấy thôi. Mà anh thấy nó cứ chập tư tưởng này đến, chập tư tưởng kia đi, cái sự khó chịu này vừa đến vừa đi, thì từ từ anh lại vào tệ thứ hai. Đúng rồi, nhưng mà có khi cái chập tư tưởng anh vừa đến nó đi, rồi anh lại nghĩ một chuyện khác, anh thấy nó đến đi, anh cứ tiếp tục. Thì khi đó cái tâm mình là tâm tỉnh giác. Còn mà khi mà cái mình không biết, kệ không có chữ kệ. Trong niệm tâm không có chữ kệ. Tuy rằng vua Trần Nhân Tông nói là cái khát uống hả, mệt cụ liền chứ, đói ăn khát uống mệt cụ liền, nhưng mà hiểu rằng á, tức là khi đó là mình ghi nhận trạng thái nó trọn vẹn trên cái đang là. Đó. Không phải là mình nói
cô nói như vậy ai nói cũng được, ai làm cũng được, không phải. Khi mà trọn vẹn trong cái đó thì tuệ đầu tiên sinh khởi, đời thứ gì sinh khởi đó. Mà thật ra 16 tuần tuệ nó chỉ sinh khởi trong mùa sắc na, thấy là thấy ngay vào trong cái thánh ngay qua nu lô bà vào luôn. Bởi vì khi mình nói về pháp học thì như vậy, nhưng mà nó hoàn toàn đúng như vậy, nó không phải là mình nói là ngôn ngữ là không ngữ. Bởi vì khi nói vậy thì sao, mình nói đúng là người đó đang đi vào thiền quán. Thành ra là khi mà sự khởi lên nó mất đi á, mà người đó không bị một cái tôi cái ngã mà chấp thủ cái pháp đang là thì được. Nhưng mà khi vừa sinh khởi lên á mà mình nói thì thấy sự sinh khởi đó, thì cái tiến bộ của thiền tập nó tăng lên là cứ như vậy. Ừ, điều đó là tốt đó. Bởi vì có khi á trong một cái khóa thiền tập á, mình cho hành giả mà tu tập á, không có ai giống ai. Tâm trạng vị này khác, tâm trạng vị kia khác. Mình tôn trọng cái người đó. Xin lỗi, có khi họ thấy tốt hơn mình nữa, mình vẫn tôn trọng. À, người đó họ thấy chưa tốt, mình vẫn tôn trọng. Vì sao? Mình khuyến khích người đó tu tập. Nên bây giờ mình nói câu xin lỗi, ông tu dở quá, thôi đi về cho rồi, thì sao làm sao thấy pháp. Thành ra hai anh em đó, anh thì giỏi về kinh điển, em coi như là tôi không được, chắc khúc ba lá, ngày chắc khúc ba lá. Thành ra là khi đó ông anh mới nói là thôi mày về nhà đi, học câu kinh mà học cũng thuộc mà mình nạn thiệt nhé. Có khi em tự ái mà đi về, Đức Phật có thần thông kêu mà em vô đây, Đức Phật nói cái là tiếng của thánh A La Hán trước cả ông em. Mình thấy điều sao, điều đó đúng. Bởi vì cái trạng thái tâm mù mờ vậy đó, nhưng mà được người khơi ra một cái là người nó sáng ngay, sáng trí ngay. Thành ra là pháp là coi như nó luôn luôn trôi chạy. Người này thấy thì tốt, người chưa thấy thì tiếp tục. Miễn sao đừng có nạn. Người đó không thấy không sao, miễn sao thấy được trạng thái tâm của mình như thế nào là tốt. Thành ra là khi một người mà hành pháp thiện thì người đó là hành tâm thiện, không ai nói là người đó là hành tâm ác cả. Mà tâm thiện thì tâm đó là biết mình, biết người là tốt. Điều đó mình phải tán thán. Thành ra đừng có ai ngay đi đứng một người mà người đó ghi nhận được, mình tán thán người đó. Có khi mình làm chưa được, người bên ngoài họ làm được. Rồi mời cô. Cô có ý gì chia sẻ không? Con ngồi thiền thì nó cô thấy trạng thái tâm sao? Thành ra cái đó là hôn trầm thị miên. Dạ. Con đứng ở nhà thì thường đi đi thiền hành ở trong nhà đó. Dạ. Hai chục phút nửa tiếng. Bây giờ hỏi cô, bây giờ thường thường á là sư không có hỏi thiền hành. Bây giờ muốn hỏi cô một đối tượng khác đi. Cô thiền hành là như thế nào? Khi con thiền hành thì con đi lẹ lắm chứ con không có đi chậm. Dạ được. Nhưng mà con biết là khi con thấy là cái chân dở lên rồi con đụng với dưới đất. Dạ. Rồi tới cái chân kia thì coi. Đã biết là mình đang đi, cái chân mình đang đụng dưới đất. Rồi dạ. Tiếp tục như vậy. Chưa đủ. Bày cô này. Khi cô đi á, cô đi chân phải không? Hay là đi dép? Đi chân hay đi dép? Chân có khi đi dép chứ. Nên là bỏ dép ra. Nếu mà đi chân được, đi dép được thì cứ đi. Nhưng mà đi dép được á, cô phải ghi á, ghi nhận á, là cái bao của dép á, nó ép trên cái mặt bằng chân này. Thành ra bây giờ cô bỏ ra đi. Rồi cô đi kinh hành á, thì cô có thể bước là vừa vừa đủ, nhưng mà cô phải biết giờ bước đập nhắn, giờ bước đập nhắn. Cô phải biết mình đang giờ đang bước đạp rồi mình nhắn. Nhắn là nhắn gì? Nhắn bàn chân kia, nhắn chân kia. Còn mà mình không biết á là có khi nó hờ hờ, tức là nó không rõ
Rồi có biết nữa là gì? Chân trái, chân phải không, thưa sư? Không, không cần thiết. Cô chỉ biết giờ bước dậm nhắn thôi. Cô mà ghi phải trái là tập ngay. Không cần thiết. Bởi vì khi mà cô nói phải trái là bị khái niệm. Khái niệm chi phối rồi. Đâu cần phải trái. Mình nói là left side, right side. Thật ra đâu cần là phải trái. Đúng không? Không cần. Miễn sao là cô biết khi giờ, khi bước, khi đạp, khi nhắn. Dạ. Rồi nữa, cô phải biết là gì? Dừng lại. Cô đi không dừng lại làm sao cô quay lui? Rồi cô dừng lại làm sao nữa? Đúng rồi, cô phải quay lại. Người ta gọi stop and turn around. Cô phải biết mà trong cái động tác khi mà cô chấm dứt sự dừng dài lại thì đó là một chuỗi tiến trình sẽ đã xảy ra. Cô phải biết ngay khi dừng lại, cô phải biết một chuỗi nữa rồi cô mới có một tác ý không, hay cô muốn cứ quay liền? Phải biết cái dẫn trước rồi mới quay lại. Mắt cô thêm điều nữa, cô dừng lại, cô phải biết mình có một cái tâm muốn quay lại cái đã chứ. Dạ, thì đó, không biết dạ. Cái tâm rồi khi mà muốn thì cô đâu quay, mà cô quay phải hay quay trái? Tùy. Nó là hơi lạ đấy. Quay. Cô quay kiểu đó là cô té đấy. Yeah, biết. Tức là cô quay phải thì phải, trái thì trái. Không có trường hợp phải trái. Bởi vì khi đó là cô đang đi kinh hành. Còn cô đi vào phòng trái phải thì đó là cô quán tính. Hai cái khác nhau. Còn khi mà đi tới đi lui á, thì cô phải biết trong trạng thái tâm mình á, có thể quay phải hay quay trái. Từ 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 đó, step by step, thì cô phải ghi nhận cái đó. Rồi nữa, khi cô quay lại nha, giống như vậy rồi. Cô ghi nhận trạng thái chân của cô, nặng hay nhẹ, rồi mai trình pháp tiếp. Đi kinh hành phải rõ. Đi kinh hành không rõ, đi kinh hành thấy pháp nhanh hơn cả đi ngồi thiền. Phải hiểu như vậy. Vì sao vậy? Bởi vì ngồi thiền mình dễ bị hôn trầm, dễ bị phóng tâm. Đi kinh hành không vậy? Đừng có nói là đi ngồi thiền hay là ngồi thiền, không phải, đừng nói vậy. Kinh hành đó là một oai nghi thôi. Nhưng mà oai nghi nó làm cho mình chánh niệm rõ hơn ngồi thiền. Không nhất thiết anh phải kinh hành. Trong có oai nghi của nhà từ gia đình mình làm gì đó, làm bếp hay lấy gì đó, mình phải biết. Ví dụ như khi lấy cái ly mình đâu phải nói lấy cái ly lấy được đâu, phải có một tác ý đúng, muốn lấy cái ly là được chưa? Sao cái tay mình phải giơ lên cho lại chứ, giơ lên cũng chưa rồi sao nữa, lấy cái ly đi, chưa đưa ly, cái ly nằm yên đó, mình phải có một cái tay là muốn đưa đến đó, rồi đến làm sao nữa, lấy cái ly à? Lấy ly là thấy gì nữa? Đúng, cái ly thì nhấc nó lên. Thì đó thằng thiếu. Thì muốn. Đụng cái ly chưa? Thì muốn là biết muốn rồi. Đụng cái ly biết nó nóng hay lạnh. Đúng không? Đó. Mình phải ghi nhận từng chi tiết vậy. Thật ra có khi mình làm rất nhanh nhưng mình càng mình biết giống một cái chập tương tượng. Thật ra trong một cái động tác nó đã sinh khởi rồi. Nhưng mình chỉ biết tư tưởng là dài á, cầm lên mình biết nóng lạnh là được rồi. Nhưng mà khi mà sự tu tập mà có tiến bộ, không bị một cái ngại chi phối, tập đi, cái đó mới đúng. Còn nghĩ rằng tôi cầm cái ly, tôi đi, tôi đứng, không bao giờ thấy pháp. Bởi vì khi vào đó rồi mình thấy là nó chỉ là một tiến trình của danh sắc thôi, không có một cái tôi hiện hữu. Cái đó từ từ. Nhưng mà đúng, đi kinh hành rất là tốt. Bởi vì nó tốt gì? Mình exercise. Tết exercise thì đúng, đi thể dục nè, sướng nè. Đó, là sướng đấy, thoải mái đấy. Chân tay nó cử động nó tốt. Nhưng mà trong có oai nghi đó mình phải biết. Xin lỗi, bây giờ nói một điều rõ.
Có khi đi vệ sinh mình phải biết là ngồi xuống cái bàn tọa mình thấy lạnh hay nóng, nước nóng lạnh khi mình đụng chạm vào, tất cả đều ghi nhận được hết. Ví dụ như mình nói ăn đi, quý vị ăn như nào, mình bỏ vào miệng rồi á, mình xem thử cái vị như thế nào đó. Mình nhai nhai vào cái, mình nói nuốt hay nó mới nuốt, đâu phải nó trôi xuống liền đâu, không phải. Tất cả đều có cái tác ý rất nhỏ trong mỗi hành động của mình, điều đó là tốt. Không phải thay quán tính nha. Thành nó mới nói là gì? Tâm làm chủ, tâm tạo tác. Cái điều đó mới đúng. Thì cứ cố gắng. Rồi khi đó nó vừa bùng ra thì đó là cô cái lạnh nhặn là tốt. Rồi. Rồi, thôi bây giờ nghỉ. Rồi mời quý vị tụng kinh hồi hướng. Phước căn con đã tạo thành. Phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành gieo lên, đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời cao lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là, bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước tôi hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay. Có người làm phước được đầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch lành đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá giảm, cầu mong cho các vị ấy hằng được yên vui. Nam mô Bụt Đà Dạ, Nam mô Đàm Mà Dạ, Nam mô Sàng Thà Dạ. Xin hồi hướng phần phước pháp này, cái đồ cũng như chia phần phước mà quý vị đã làm trong ngày hôm nay, đến cho chư thiên đế thích phạm thiên trú ở trong ngôi nhà này. Cho hướng đến chư thiên, đế thích phẩm thiên, cả thất bà, lãng phương, cả thầy và vô trời, tứ đại thiên vương. Xin các ngài hoan hỷ thọ lãnh phương phước này, hồi hướng cho tất cả chúng con có mặt ở trong ngôi nhà này, được năm điều phước báu. A giúp bên đầu xương, lắp bên nhà, tí sống lâu, sắc đẹp, lãng phương, sức mạnh và có trí tuệ. Và phần phước khác xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc có vạn của chúng con. Một tái sanh và nơi an vui ngàn cạnh hằng ở nơi an vui đó sự an vui còn thêm thần tiến. Akasata jipamata devanaga mahitika bunyano anumodan jiranang rakhandu sasanang akasata jipamata devanaga mahitika bunyano anumodan dijiran rakhandu rachano akasata japamata devanaga mahitika bunyano anumodan dijiran rakhandu nyatayo akasata japamata devanaga mahitika bunyano anumodan dijiran rakhandu panino Agasatta japamata devanaga mahitika bunyano anumodan dijarang rakantu no sadai dang batame bunya asava kaya vang ho tu anagate. Chư thiên ngự trên hư không ma địa cầu tướng ngự rõ thông mọi điều, Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phương điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài.
quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Vui tu đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hậu vô sanh, do phước báo mà con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô